Wow! Đang trên cá này, trên cá. Wow. Hay quá, hay. Wow. Cầm vế hay quá. Quá đã luôn mọi người ơi. Anh câu được con cá, cá thu ở khu ảo rất là to. Mấy con này được mấy. Còn lại được mấy con nữa mọi người. Thế nó để cho nó nhanh chết hơn mọi người ạ. Ở bên nước ngoài người ta gọi là mình nhân đạo mọi người. Mình giết cá một cách nhân đạo cho nó nhanh chết. Thế còn mình để mình đã câu nó lên bờ rồi mình để cho nó ngắt ngừ nữa. Rất là tội nghiệp. Cái cầu này là hồi xưa là cái cầu nó bị gãy phải không anh, anh Tính? Đây cái chỗ trên đường đi qua lên cầu Skyway, còn bên này dưới này là đường cái cầu gãy hồi xưa. Phải đưa cho tôi mới biết. Ủa mình vé nè hả? Vé là vé chứ. Ồ. Hi. How you doing? Good. What are you doing here? I go to 1 hour, come back. No fishing. So you're gonna sightsee? Yeah, sightsee. Là ông nói gì? Okay. 1 hour come back. Oh. 1 hour sightseeing. $3.21. $3.21. Bao nhiêu tiền? Vậy hả? Còn câu cá thì bao nhiêu? Anh cho thời gian hay là hỏi câu cá thì anh hỏi. How many people you got in the car? Three. Two people, one kid. How many people are in the car? I'm just 13. Hỏi ông bay flycam được không? Đây được. Give me that money. Anh Tính hỏi ông bay flycam đây. Được. Không hỏi chắc ăn đi. Được. 1679 will be your change. Thank you daddy. Ông hỏi có bao nhiêu người trên xe? Ông tính nhai, ông tính tính hai người lớn như một cái lít. Don't worry. Sợ ông kia. Ta chỉ hỏi mày bao nhiêu người mà mày nói hai người lớn với một con lít. Hai ông nhây gặp nhau. This is your change. Oh, I have a receipt in the past for you. You don't free for a kid? Who are you? I'm just nothing. She's not even a person. I'm just nothing. Get out of here. Cái cầu cũ này anh còn nhớ tên không? Nó cũng là tên đó luôn mà đúng không? Vô trong không hả đây? Vô trong luôn được không? Cuối luôn được không? Ồ, người ta câu dính cá hay sao? Đó, hai bên cái thành cầu người ta câu cá quá trời luôn mọi người. Không biết có cá không? Đó, nhìn xa xa là mọi người thấy cầu Skyway không? Rất là đẹp. Không có góc nhìn nào mà đẹp bằng góc nhìn từ bên này nhìn ngang qua thấy. Hôm nay hình như là ngày nghỉ lễ sao thấy có mấy đứa nhỏ nó đi câu cá. Nghỉ một tuần trước khi vô xuân á. Ở dưới kia thì có ghe người ta đang người ta có tàu người ta đi câu cá, còn trên này người ta ai không đi tàu hay bị say sóng là người ta lên đây người ta câu trên này, còn không say sóng là xuống kia đó. Dưới kia có tàu người ta đang câu. Gió mạnh quá ha, gió này bay flycam cao nhất bay luôn quá. Ok, nãy giờ mình ở trên xe á, bây giờ mình đi xuống xe rồi. Đi bộ với trong này coi mấy người họ đang câu cá này.
xong mình quay cận cảnh cầu Skyway ở tiểu bang Florida cho mọi người coi theo mình nhé. Hôm nay mình đi mà mình quên đeo kính mát á, nó hơi đeo mắt chứ. Nó bị mất thăng vậy, mất thăng vậy mọi người. Đây trên trên cầu cái trụ cũ này hồi mà nó bị sập đấy mọi người. Là tàu nó chạy nó va vào và nó sập vào xe ô tô người ta đang chạy ở trên đường này, chạy tốc độ rất cao và lao xuống dưới cầu hết luôn. Cái cầu này lúc đó được khai trương vào năm 1954 và là nơi xảy ra cái hai cái vụ tai nạn thảm họa hàng hải lớn nhất trong vòng vài tháng vào năm 1980 ấy mọi người. Cái thời điểm đó vào đâu khoảng 7 giờ 33 phút sáng ngày 9 tháng 5 năm 1980 á, khi con tàu chở hàng MV Summit Vettore gì đó. Hả? Mình đọc không biết có chuẩn xác không, thì lúc đó thì nó đâm vào cái chân cây cầu này làm sập một trụ cầu khoảng tầm là 370 mét đó mọi người, và rơi xuống cây cầu này đổ xuống cái vịnh Thủa Tham Bà, làm cho 6 chiếc xe ô tô, một chiếc xe tải và một chiếc xe bus rơi xuống ở cái độ cao là khoảng tầm 46 mét, là nếu mà tính ra cái độ cao của nước ngoài thì người ta gọi là 150 feet đó mọi người, rơi xuống dưới nước á, khiến cho 35 người thiệt mạng. Nhưng sau đó hậu quả là sau cái vụ tai nạn thảm khốc đó mọi người, nhịp cầu hướng nam được sử dụng làm nơi để mà câu cá này mọi người, nơi mà mình đang đứng để mà coi mọi người đang câu cá này. Và bây giờ cái cầu này người ta sẽ không có hoạt động nữa, nhưng mà họ sẽ giữ lại để cho người ta đi câu cá này đó, đi câu cá xung quanh này tất cả này luôn. Bây giờ mọi người đi theo mình tiếp đi ra ngoài cầu Skyway nha. Đi làm nữa, họ có thời gian là họ đi ra đây, họ đi câu cá giải trí mọi người. How many minutes later you have to wait? Oh, right now they are here. Oh, right. Just be out. Few minutes. They come in school. They are right here now. They go away for more later. Oh, see? Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, hey, oh. Oh, đang dính cá này, dính cá. Whoa. Wow. Hay quá, hay. Wow. Good job. Yeah.
luôn mọi người ơi. Ăn câu được con cá, cá thu ở khu ảo rất là to. Mấy con lại gì được mấy, lại gì được mấy con nữa mọi người. Thế nó để cho nó nhanh chết hơn mọi người ạ. Cái đó ở bên nước ngoài người ta gọi là mình nhân đạo mọi người. Mình giết cá một cách nhân đạo cho nó nhanh chết. Chứ còn mình để mình đã câu nó lên bờ rồi mình để cho nó ngắt ngừ nữa rất là tội nghiệp. Ok mọi người, đã ăn câu được mấy câu rồi mọi người. Nhìn qua thấy cầu Skyway không? Quá đẹp luôn đúng không? View quá đẹp luôn. Quá là trời đẹp đúng không mọi người? Mọi người có gì nhấn nút subscribe đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều clip hay nữa nha mọi người. Đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, dưới kia có con chim nó đang đậu dưới kia mọi người. Nó đang đứng dưới nước kìa. Wow, cái mỏ nó dài vậy. Oh.